kính chào quý vị, các bạn và các em. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về một vấn đề thuộc thể văn nghị luận xã hội, một vấn đề tư tưởng đạo lý. Từ khi con người ta sinh ra cho đến khi mất đi, chúng ta luôn luôn được nghe những lời khen chê. Để hiểu những lời khen chê có giá trị và ý nghĩa như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một câu nói của một nhà tư tưởng lớn thời Trung Hoa cổ đại, đó chính là Tuân Tử. Tuân Tử có nói: người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve nịnh bợ là kẻ thù của ta. Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái nội dung cơ bản mà nhà tư tưởng Trung Hoa cổ đại đã đề cập đến ở đây chủ yếu là gì. Trước khi chúng ta có thể bàn luận về vấn đề này thì theo các em là chúng ta nên suy nghĩ cái gì trước khi gặp một câu này? Vâng, thưa thầy, là khi mà đọc cái câu này thì trước tiên là chúng ta cần phải hiểu được là thế nào là khen và thế nào là chê. Rồi. Và ở trong câu này thì chúng ta có thể thấy là có hai vế. Ở vế thứ nhất có thể thấy cái cụm từ là chê phải và khen phải. Thế thì chúng ta phải hiểu được là thế nào là chê phải và thế nào là khen phải. Wow. Ở vế thứ hai thì chúng ta có thể thấy cụm từ là những kẻ vuốt ve nịnh bợ. Thì ở đây những kẻ vuốt ve nịnh bợ thì có thể hiểu được là những kẻ chê xấu, khen xấu. Thế thì chúng ta phải phân biệt được thế nào là khen phải, chê phải và thế nào là khen xấu, chê xấu. Wow. Thực ra là phải nói thế này chính xác hơn này, là khen không đúng, khen không phải thì người ta mới xem đó là những kẻ vuốt ve nịnh bợ. Cái câu nói ấy nếu là tục ngữ thành ngữ, hoặc là câu nói ấy là danh ngôn của một danh nhân, thì các em lưu ý rằng là chú ý đến mối quan hệ giữa các vế ở trong câu. Bởi vì những câu nói mà có cái sức khái quát rất lớn, bao giờ người ta cũng thể hiện ở đây cái logic rất chặt chẽ, đúng không ạ? Và vì vậy cho nên chẳng hạn như trong trường hợp trên, chúng ta thấy rằng cái câu này có hai vế chính: chê phải, khen phải. Và thứ hai là khen không phải. Vậy thì ví dụ người chê ta mà chê phải, tại sao Tuân Tử lại đánh giá đấy là bậc thầy của ta? Em có hiểu câu nói ấy? Thưa thầy, là theo em hiểu, người chê ta, vâng, chê phải, phải là thầy ta. Ừ. Thì cái người mà họ chê ta phải là, vâng, người hoàn thiện hơn ta, vâng, một người hiểu biết hơn ta, một người có một cái đạo đức, có một cái nhân cách phải hơn ta. Đúng rồi. Thì những cái gì mà người ta hướng đến cho mình mới là những điều tốt, điều chân thành, thì đáng là bậc thì đáng là bậc thầy của ta. Vâng. Nhưng mà trong thực tế là đôi khi thế này, không phải thầy mới còn là người có quyền phê phán hoặc chê ta đâu. Bạn bè vẫn có thể góp ý chứ. Thì trong trường hợp với em nghĩ thế nào? Bạn vẫn có thể chê ta. Đúng nhưng rồi. Bạn là đồng trang lứa với ta, cho nên đúng là rồi, những cái suy nghĩ của bạn em nghĩ là nó vẫn chưa chín chắn được, nó vẫn là suy nghĩ của cùng trang lứa của em thôi, nên là nó chưa thể vẫn là, chưa phải là thầy, chưa đúng phải không? Là thầy của ta. Ừ rồi, đấy là một ý kiến. Đây là góp ý của bạn vẫn là tốt. À thế à? Nhưng mà ta nên tiếp thu một cái chừng mực nào nói thôi. Tức là em lại nghĩ là cái người phê phán mình, người góp ý cho mình phải là người hiểu biết toàn diện này, có đúng không ạ? Nhưng mà bạn mình vẫn có quyền phê phán, và trong trường hợp ấy mình có thể xem bạn mình vẫn là thầy của mình khi mà người ta phê phán mình với một thiện chí và một thiện tâm rất chân thành, đúng không ạ? Với một cái mong muốn, một mong mỏi rằng là mình sẽ sửa chữa, mình sẽ giảm bớt những khuyết điểm và mình sẽ tiến bộ hơn. Trong trường hợp ấy vẫn có thể là thầy, chứ không phải là người thầy ở đây là thầy giáo thực sự của mình. Có đúng không ạ? Vì ông Khổng Tử cũng đã từng nói là ba người đi với nhau đều là thầy của mình mà. Cho nên là ở đây ta thấy là người chê ta thì ta hiểu và giải thích rằng là phê phán này, đúng không ạ? Góp ý này, vừa đúng vừa khách quan, nhưng đồng thời cũng phải có một yếu tố rất quan trọng, đó là phải thực tâm và thiện tâm, thiện chí. Như vậy tức là đáng là bậc thầy của mình. Bây giờ ta có thể hiểu được cái vế câu thứ hai như thế nào không? Người khen ta mà khen phải là bạn ta. Câu này em hiểu như thế nào? Em thưa thầy, thì theo em nghĩ người khen ta mà khen phải là người mà nhận ra được những ưu điểm của ta. Đúng rồi. Và biết khích lệ ta để tiếp tục phát huy những cái ưu điểm đó. Đúng rồi. Thế khen có dễ không? Khen thì không dễ, vì khen đúng và khen khen phải khen phải
và khen quá hoặc là vuốt ve nịnh bợ thì nó là một ranh giới rất là mong manh. Đúng không? Vâng. Và nếu như mà người khen không biết cách khen thì cũng có thể trở thành mà vuốt ve nịnh bợ. À đúng rồi. Nó sẽ có một vấn đề xảy ra như thế này. Thực ra ai cũng thích khen. Có đúng không ạ? Nhưng mà khen phải không phải là chuyện dễ. Tức là anh cũng phải suy nghĩ chín chắn, có đúng không? Nó phải đúng với cái chân lý khách quan nữa. Và theo như em, tức là khen phải, tức là nó còn phù hợp trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó. Như vậy ít nhất chúng ta cũng phải giải thích và hiểu rằng cái người khen ta khen phải, tức là họ đánh giá đúng những gì nó thuộc sở trường của ta. Và điều ấy có nghĩa là sẽ ghi nhận những đóng góp của bản thân. Và nó có một yếu tố rất quan trọng nữa là nó sẽ khích lệ mỗi một cá nhân, đúng không? Trong cuộc sống rất cần những lời khen phải chứ. Nhưng như em nói là ranh giới giữa khen phải và khen không phải nó cũng rất mong manh. Chính vì thế trong câu này ta thấy Tuân Tử đã chia ra những cái vế và cái ý rất là rành mạch. Người khen ta mà khen phải là bạn của ta. Còn những kẻ vuốt ve nịnh bợ là kẻ thù của ta. Tại sao những kẻ vuốt ve nịnh bợ lại là kẻ thù của ta? Với một bài nghị luận xã hội thì các em cũng cần phải giải thích. Thì em hiểu như thế nào là kẻ vuốt ve nịnh bợ? Em thưa thầy là thực tế thì con người thì ai cũng thích nghe lời khen thôi. Rồi. Không ai muốn nghe lời chê bôi cả. Ừ. Cho nên là khi mà một cái kẻ không thật lòng với ta, ghen ghét ta, thì những cái không phải của ta thì nó vẫn khen ta, vẫn không phê phán ta. Và nếu chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta nghĩ rằng đó là điều đúng, điều nên làm. Chúng ta tiếp tục sa đà và tiếp tục thực hiện những cái việc làm không tốt như thế mà vẫn được sự cổ vũ của cái kẻ ghen ghét ta, rất nguy hiểm như thế nếu mà chúng ta không tỉnh táo. Cho nên là những cái kẻ đấy là phải là kẻ thù của ta, mà ta phải biết tỉnh táo nhận ra cái điều đấy. Thế em nghĩ là thế. Ta hiểu cái ý kiến của em rồi. Nhưng mà với trường hợp mà cụ thể đó là ngoài nghị luận xã hội, thì trong trường hợp này chúng ta cần giải thích nó rõ ràng hơn, rằng là những kẻ vuốt ve nịnh bợ là những kẻ khen không phải và không đúng vì mục đích vụ lợi nào đó, rõ ràng không phải vì thiện tâm. Cho nên ở đây có hai vấn đề. Là ở đây ta phải thấy là nếu thiếu sự chân thành, có đúng không, thì những kẻ vuốt ve nịnh bợ hoàn toàn không phải có thiện chí tốt đẹp đối với chính mình. Cho nên ở đây cũng có hai vấn đề. Một là ta nhận ra được những kẻ vuốt ve nịnh bợ, thì trong đó cái đối tượng được vuốt ve nịnh bợ là rất cần một sự nhận thức tỉnh táo. Và điều này tác hại và nguy hiểm của nó thì có thể nói rằng là nó vô cùng lớn. Ở một chừng mực nào đó, ta cũng thấy là Phật đã dạy, hình như trong những điều gian đấy, đó là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Ấy là khi chính mình chỉ thích những kẻ vuốt ve nịnh bợ. Ở đây là các em chú ý thêm một điều nữa, là đề thi khi đặt ra vấn đề dù là một tư tưởng đạo lý thì bao giờ chúng ta cũng rất cần liên hệ đến một cái hiện tượng đời sống xã hội. Cho nên giữa tư tưởng đạo lý và hiện tượng của xã hội là hoàn toàn không tách rời nhau. Thế trong đời sống thực tế xã hội của chúng ta hiện nay, liệu có những hiện tượng còn những kẻ vuốt ve nịnh bợ không? Tức là trong cái bài của mình phải cần trình bày ra vấn đề này. Em thưa thầy là ở trong đời sống hiện nay thì có rất nhiều những kẻ vuốt ve nịnh bợ. Vì những cái mục đích hoặc là cái vụ lợi cá nhân thì người ta có xu hướng xu nịnh người khác. Và cái người mà được nhận những cái lời nịnh đấy, nếu như không tỉnh táo thì có thể là dễ sinh ra tự phụ, kiêu căng và tự tin thái quá vào bản thân. Từ đấy là sinh ra những cái hành động thái quá, tức là coi mình là nhất, còn những cái người xung quanh ấy thì là không đúng. Thầy hiểu ý định của em. Khi mà trình bày một vấn đề thuộc tư tưởng đạo lý, các em cũng cần liên hệ với cái thực tế đời sống xã hội hiện nay. Thì chúng ta cần trình bày như thế này này. Tức là trong một cái cuộc sống nó vô cùng phong phú, đa dạng và phức tạp. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là những hiện tượng khen, chê hay nịnh bợ là một trong những hiện tượng cực kỳ phổ biến đối với cuộc đời của mỗi con người, cũng như đối với bất cứ một thời kỳ nào của cái xã hội và lịch sử này. Và trong đời sống xã hội không phải không có những kẻ nịnh bợ và vuốt ve mình, đúng không? Vì thế cho nên là chúng ta cần phải tự nhắc nhở mình, cũng như là khuyên bảo với những cái người xung quanh của chúng ta. Thứ nhất, nếu anh là kẻ vuốt ve nịnh bợ, đương nhiên là người xấu, không tốt. Thứ hai, anh lại là kẻ mà được vuốt ve nịnh bợ thì cũng phải hết sức tỉnh táo để có thể nhận ra được. Chỉ khi ấy thì mới tạo ra được một mối quan hệ
giữa con người với con người nó trở nên lành mạnh hơn. Và ta có thể rút ra một cái bài học nói chung là thế này: ở đời thì việc khen chê là luôn luôn xảy ra và luôn luôn cần thiết. Chỉ có điều khen đúng, khen phải, cũng như chê đúng, chê phải. Có đúng không? Như vậy là đối với một đề nghị luận xã hội, thầy muốn nhắc thêm là cho dù đó là câu nói, một tư tưởng đạo lý, thì chúng ta cũng cần liên hệ với hiện thực đời sống xã hội, rút ra một cái bài học cho bản thân mình. Và rất cần một điều nữa, đó là những cái gì chúng ta rút ra cái bài học ấy là nó phải là những ý nghĩ thực của mình. Cho dù trải nghiệm của các em chưa nhiều, nhưng cái gì mình nghĩ thực, bài văn của mình sẽ thuyết phục được người đọc. Ta tránh cái gọi là sự hô hào này, lý thuyết suông này, vân vân. Với một cái đề nghị luận xã hội cũng như những vấn đề trước chúng ta đã bàn, thì thầy nói là ngoài cái lý luận lập luận chặt chẽ này, phải có liên hệ với đời sống xã hội hiện tại, và đặc biệt là những ý nghĩ hết sức chân thành của mình, và phải có cái tình cảm tha thiết của mình thực sự đối với vấn đề mà mình đang quan tâm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một tác phẩm của nhà thơ được mệnh danh là mới nhất trong các nhà thơ mới, nhà thơ Xuân Diệu, với tác phẩm Vội Vàng. Đây là bài thơ thể hiện rất rõ phong cách nghệ thuật của thơ Xuân Diệu trước cách mạng năm 1945. Bài thơ thể hiện một quan niệm nhân sinh chưa từng có trong thơ ca truyền thống. Bài thơ thể hiện rất đặc sắc phong cách nghệ thuật của nhà thơ Xuân Diệu. Với bài thơ này, các em chú ý, mặc dù tất cả những tác phẩm thơ nói chung và thơ Xuân Diệu nói riêng luôn luôn là tiếng nói của cảm xúc mãnh liệt, nhưng ở Vội Vàng người ta còn nhìn ra được một điều nữa, đó là một bố cục khá chặt chẽ với những luận lý rất lạ, luận lý bằng hình ảnh, bằng cảm xúc. Và chính vì thế Vội Vàng mới là một quan niệm triết lý nhân sinh, nghĩa là tác giả thể hiện một quan niệm sống, một quan niệm sống chỉ có thể có ở thế hệ thời thơ mới, và có lẽ cần phải nói thêm rằng chỉ có thể có ở Xuân Diệu. Bây giờ chúng ta chú ý đến toàn bộ văn bản của tác phẩm này. Bài thơ có thể tạm chia làm 3 phần. Ở phần đầu, đó là khao khát của cái tôi trữ tình Xuân Diệu: tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Đoạn 2 dường như là một sự thức tỉnh của lý trí, đó là bắt đầu từ xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Chú ý một chút, chúng ta sẽ thấy những câu thơ rất lạ chưa từng xuất hiện trong thơ Việt Nam trước đó. Đó là cái kết cấu rất Tây: xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, nó mang ý nghĩa giải thích. Và đoạn 3 là phần còn lại của bài thơ này: ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn. Em chú ý một chút, giữa phần đầu và phần cuối của tác phẩm có một mối liên hệ tương ứng, nhưng vẫn có sự phát triển về cấu tứ, phát triển về mạch thơ, và kể cả cái nhân xưng của chủ thể trữ tình. Mở đầu là tôi muốn tắt nắng đi, và kết thúc bài thơ này là ta muốn ôm. Từ tôi đến ta, đúng là có một sự vận động. Cho dù đây là cái ta của thơ mới, chứ không phải cái ta của thơ Việt Nam sau cách mạng 1945. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại theo bố cục của bài thơ này để tìm hiểu nét đặc sắc của Vội Vàng. Nhà thơ Xuân Diệu là một nhà thơ lãng mạn, điều đó chúng ta đều biết, cho nên chúng ta càng dễ dàng cảm thông hơn với cái ước muốn của một thi sĩ lãng mạn: tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Chắc là Xuân Diệu vẫn biết rằng để có màu sắc thì cần đến nắng, để có hương dứt khoát cần đến gió. Thế nhưng mà thi sĩ lại không thể diễn đạt như chúng ta. Hơn nữa, mặc dù vẫn biết những cái điều
hiển nhiên như những quy luật khách quan, nhưng thơ vẫn có cách nói riêng, và nhất là Xuân Diệu. Nhà thơ đã từng đặt có một tập thơ của mình là gửi hương cho gió, nghĩa là nhờ gió để đưa hương. Nhưng tại sao lại muốn tắt nắng, tại sao lại muốn buộc gió, tại sao lại thể hiện cái khao khát mà hình như không thể nào làm được? Đó là thi sĩ, lại là một thi sĩ lãng mạn. Ta có thể đồng cảm với nhà thơ ở chỗ này, muốn giữ màu sắc, muốn giữ hương. Và màu sắc và hương là gì nếu không phải là những biểu hiện đẹp nhất của cuộc đời này, của một cuộc đời trần thế? Trong khi các nhà thơ mới có những người đã phải vượt thoát không gian trần thế này để tìm một không gian lý tưởng hơn là cõi tiên, lại cũng có người vì chán nản bởi cái hiện tại này nên tìm về quá khứ. Còn Xuân Diệu thì không. Đây cũng là một nét rất đặc biệt trong thơ Xuân Diệu. Bởi lẽ chúng ta cứ thường nhầm lẫn rằng thơ ca lãng mạn là phủ nhận thực tại, cho nên họ tìm về quá khứ. Phủ nhận thực tại cho nên họ tìm một không gian, một thế giới khác. Xuân Diệu không như thế. Xuân Diệu lại phát hiện ra rằng ở đây, tức là không gian trần thế này, và bây giờ, tức là thời gian hiện tại, nó mới thực sự đem lại cho người ta hạnh phúc, và nó mới thực sự là vẻ đẹp của ong bướm này đây tuần tháng mật, này đây hoa của đồng nội xanh rì, này đây lá của cảnh tơ phơ phất của yến anh, này đây khúc tình si, và này đây ánh sáng chớp hàng mi, mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa, tháng riêng ngon như một cặp môi gần. Thơ của Xuân Diệu rất khó mà có thể tách bạch được, bởi lẽ cái mạch cảm xúc nó trào dâng, nó cuồn cuộn, nó được thể hiện ở rất nhiều yếu tố. Trước hết chúng ta thấy ở từ ngữ của ong bướm, của hoa lá, của yến anh. Và nữa là ở hình ảnh. Những hình ảnh mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được, đó là sức hấp dẫn của nó ở cái độ tươi mới, ở cái mối quan hệ lứa đôi. Ở một điều nữa, nó mang màu sắc của ái tình, cho nên nó hấp dẫn và nó quyến rũ. Nó lại mang một cái vẻ đẹp rất đặc biệt, đó là vẻ đẹp của thời tươi, của tuổi xuân thì. Cái sức hấp dẫn của nó không chỉ ở hình ảnh, sự lôi cuốn của nó ở nhạc điệu, mà có những câu thơ thật bất ngờ, táo bạo, chưa từng có trong lịch sử thơ ca Việt Nam. Tháng riêng ngon như một cặp môi gần. Tháng riêng là thời gian, là một khái niệm khá siêu hình, trừu tượng, thế nhưng đã được cảm giác hóa và cụ thể hóa. Phải cụ thể hóa, phải cảm giác hóa, và hấp dẫn và quyến rũ thế mới lôi cuốn. Viết về mùa thu thì Xuân Diệu cũng đã từng hình dung rằng mùa thu như một người thiếu nữ với bước đi rất khoan thai, tà áo thướt tha, chân không tiếng. Và mùa thu về thì tác giả đã từng reo thầm lên: đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Thời gian với Xuân Diệu bao giờ cũng cụ thể, và muốn cụ thể như thế thì phải cảm giác hóa, và cảm giác hóa hấp dẫn nhất vẫn là những hình ảnh tháng riêng ngon như một cặp môi gần. Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa, tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả dùng dấu chấm giữa dòng thơ đâu. Tôi sung sướng chấm nhưng vội vàng một nửa. Thông thường cái mạch cảm xúc đang dâng trào thì có lẽ nó phải được đẩy lên cao hơn nữa. Thế nhưng ở đây, dấu chấm như là một sự ngắt quãng, hụt hẫng. Hóa ra, niềm vui sướng ấy, cái sự hân hoan ấy, không kéo dài đến bất tận được. Chợt nhận thấy, không chờ nắng hạ mới hoài xuân, nghĩa là không chờ đến mùa hạ mới nuối tiếc mùa xuân, mà nuối tiếc mùa xuân ngay khi mùa xuân đang đến. Điều này được tác giả còn thể hiện trong bài Đây mùa thu tới, cũng với một cảm thức như thế. Đây mùa thu tới với áo mơ phai dệt lá vàng. Và nói khác đi, đó chính là thời gian mang đến cho người ta niềm vui hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng cướp đi hạnh phúc và niềm vui của người ta. Và đó chính là một trong những cái yếu tố thể hiện rất mới mẻ trong quan niệm về thời gian của Xuân Diệu so với thơ ca truyền thống. Bởi vì trong thơ ca truyền thống,
thời gian là một yếu tố hoàn toàn nằm ngoài cuộc đời của mỗi một con người. Với Xuân Diệu thì thời gian lại gắn liền với cuộc đời của mỗi cá nhân. Nó là tài sản của tôi, nó là thuộc về tôi. Chính vì thế mỗi bước đi của thời gian vừa vui vì hạnh phúc nhưng lại vừa âu lo vì bất hạnh. Có người nói đó là tính lưỡng giá trong quan niệm về thời gian của nhà thơ Xuân Diệu. Ở phần đầu của bài thơ, ta thấy rất rõ những hình ảnh mà tác giả nói đến với một vẻ đẹp hết sức hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Đó chính là một cách để nhà thơ tha thiết gọi mời, một cách chân thành nhất, nồng hậu nhất, để cho mọi người dự cảm và thấy được rằng cái trần thế này, cái cuộc đời này hấp dẫn lắm, nó đẹp lắm, đẹp vô cùng. Thế nhưng đồng thời cũng đưa đến cho người đọc một sự chia sẻ rằng chính vì thế mà nuối tiếc vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ hai của bài thơ. Phần thứ hai của bài thơ có thể nói là cái phần sự bừng tỉnh của ý thức chắc. Cho nên ta gặp ngay những câu thơ của Xuân Diệu, những câu thơ mang cái ý nghĩa như là những lời giải thích. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Câu thơ đầy chất luận lý. Người ta nói rằng Xuân Diệu là nhà thơ rất ham cắt nghĩa thì đây chính là ví dụ một cách rõ rệt nhất. Như vậy là thời gian không bao giờ đứng yên. Điều đó đúng. Và điều này không phải riêng Xuân Diệu. Có lẽ là tất cả mọi người trên thế gian này đều biết thời gian không dừng. Thế nhưng Xuân Diệu là người ráo riết nhất về vấn đề này. Có lý do riêng của nhà thơ. Mà Xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Nó thể hiện một sự bừng tỉnh của lý trí. Rằng là tôi đồng nghĩa với mùa xuân. Xuân hết, tôi mất. Thời gian đi, tôi không còn là tôi nữa. Giọng thơ của Xuân Diệu bao giờ cũng sôi nổi, cũng nồng nàn, cũng tha thiết. Và vì thế cũng đôi khi bồng bột và không thể không nói đến một ý mà nhà phê bình Vũ Ngọc Phan cho rằng hơi lắm lời. Nhưng thôi, hơi lắm lời của Xuân Diệu cũng đáng yêu. Bởi vì Xuân Diệu đang nhiệt thành cơ mà. Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật không cho dài thời trẻ của nhân gian. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn. Ấy là khi tác giả đang tranh biện với quá khứ. Bởi vì trong thơ ca truyền thống, thời gian là một khái niệm tuần hoàn, trăng tròn rồi trăng khuyết, xuân, hạ, thu, đông, qua đi rồi lại trở về. Nhưng với một nhà thơ hiện đại thì thời gian gắn liền với mỗi cá nhân. Chính vì thế tác giả không chỉ có giảng giải mà còn muốn tranh luận với quá khứ để thể hiện rằng quan niệm dứt khoát về thời gian của nhà thơ là rõ ràng. Và sau đó là hàng loạt những hình ảnh đang diễn ra trong vũ trụ này, đang trôi đi, đang phai đi, đang tàn, đang rụng, đang rơi. Một không khí tiễn biệt, một không khí biệt ly. Và một trong những câu thơ ấn tượng nhất đầy sáng tạo của Xuân Diệu trong phần này đó chính là mùi tháng năm đều sớm vị chia phôi. Một lần nữa ta lại thấy thời gian được cảm nhận mùi và có cả cái độ sớm của biệt ly. Ở đây có thị giác, có vị giác, có khứu giác. Một cái cảm nhận rất đặc biệt và rất tinh tế về thời gian. Những câu thơ này mang màu sắc Xuân Diệu rất rõ. Có lẽ chưa có một nhà thơ mới nào, chưa có một nhà thơ hiện đại Việt Nam nào cảm nhận về thời gian mà có một cái độ nhạy bén, tinh tế và đặc biệt đến như Xuân Diệu. Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi, khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt. Biệt ly, tiễn biệt, chia phôi, bay đi, phai tàn là những từ mà có một nhà nghiên cứu đã làm một phép thống kê, thấy rằng tần số những từ ngữ này xuất hiện trong thơ thơ, trong Gửi Hương Cho Gió khá nhiều. Nó như là một nỗi ám ảnh, một sự khắc khoải về thời gian đối với Xuân Diệu. Khi giải bày, khi cắt nghĩa, khi tranh luận, Xuân Diệu tha thiết, nồng nàn, nhiệt thành để bộc lộ một cách rõ rệt nhất ý tưởng của mình rằng thời gian luôn luôn
là một quy luật khắc nghiệt, rằng thời gian trôi đi không thể nào níu giữ, cũng không chạy theo thời gian. Vậy thì làm thế nào? Chẳng bao giờ, ôi chẳng bao giờ nữa, mau đi thôi, mùa chưa ngả chiều hôm. Như vậy là ở phần thứ hai của bài thơ, ta có thể hiểu là tác giả đã trình bày một cách có luận lý rất rõ rệt thời gian như thế đấy. Thời gian nó mang đi niềm vui và hạnh phúc, thời gian nó làm phai tàn, khô héo, rụng rời hương, sắc, vị, màu, mùi, ánh sáng. Tất cả dường như đều bị trở thành nạn nhân, mà thủ phạm chính là thời gian. Nếu như ở phần đầu chúng ta thấy xuất hiện những hình ảnh hoa lá, những hình ảnh ong bướm, hình ảnh yến anh, tất cả những hình ảnh mà gợi cái vẻ đẹp đầy hấp dẫn và quyến rũ của cái vườn trần ai, của cái vườn trần thế, của không gian cuộc đời này, thì ở phần cuối một lần nữa chúng ta lại thấy những hình ảnh này đều mang tính hệ thống và chỉnh thể rất rõ. Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mờn, ta muốn giết mây đưa và gió lượn, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều và non nước và cây và cỏ rạng. Vẫn là một giọng điệu hối hả, gấp gáp. Nó thể hiện một cái mạch cảm xúc dâng trào không dừng được. Và một loạt những hình ảnh, những mây, những gió, những cánh bướm, những tình yêu, rõ ràng là nó nổi bật lên cái màu sắc hấp dẫn, quyến rũ. Bởi vì có lẽ trên đời này không còn gì quyến rũ hơn là tình ái. Gắn liền với nó là mùa xuân và tuổi trẻ. Cho nên những câu thơ này của Xuân Diệu, đúng như Hoài Thanh đã từng viết cách đây hơn 50 năm, rằng là thơ Xuân Diệu luôn luôn hấp dẫn, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi và trẻ lòng. Đó cũng là tâm niệm của Xuân Diệu, và Xuân Diệu đã đạt được. Và non nước và cây và cỏ rạng, cho trống choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, cho no nê thanh sắc của thời tươi. Câu thơ của Xuân Diệu toàn những chữ nước và trong một câu thơ lắm liên từ thế. Thế nhưng dường như nếu thiếu nó thì lại không thành thơ Xuân Diệu. Bởi lẽ chỉ có thể sự xuất hiện những liên từ này mới có thể biểu hiện hết được một cái cảm xúc vô cùng dạt dào, một cái mạch cảm xúc tuôn trào mãnh liệt, cũng như một cái khát vọng cháy bỏng, một cái khát vọng giao cảm với cuộc đời, với cuộc sống. Và có thể nói nó cũng thể hiện cả một ước muốn là tận hưởng những hạnh phúc trong cuộc đời này. Ở câu thơ cuối cùng, dường như có ý thức của Xuân Diệu tách rời như là một khổ kết. Hỡi Xuân Hồng, ta muốn cắn vào ngươi. Câu thơ này cũng là một câu thơ hết sức độc đáo, táo bạo. Chỉ có điều người ta dễ dàng nhận thấy rằng tính thống nhất trong một chỉnh thể nghệ thuật ở đây là rất cao trong thơ Xuân Diệu. Ở phần đầu chúng ta nhận thấy nhà thơ đã có một hình ảnh so sánh tháng riêng ngon như một cặp môi gần. Và khổ thơ cuối cùng, hỡi Xuân Hồng, ta muốn cắn vào ngươi. Tính hợp lý của nó là chỗ đó. Cấu tứ của bài thơ chặt chẽ, bố cục của bài thơ hợp lý cũng là ở chỗ đó. Như vậy, từng hình ảnh, từ ngữ, cho đến giọng điệu, cho đến cấu tứ, vội vàng là một bài thơ đạt đến độ hoàn hảo về cả hình thức nghệ thuật lẫn nội dung tư tưởng. Gọi vội vàng là một quan niệm nhân sinh mới mẻ là hoàn toàn chính xác. Và quan niệm nhân sinh mới mẻ ấy được thể hiện hết sức thành công bởi những hình ảnh của thơ, bởi cảm xúc của thơ, và có lẽ nói như Hoài Thanh là bởi sự chân thành của nhà thơ nữa. Tại sao thơ Xuân Diệu vẫn hấp dẫn đối với người nghe và người đọc là bởi sự nồng nàn tha thiết vô cùng, một sự chân cảm của một hồn thơ luôn luôn cởi mở, luôn luôn khát khao giao cảm với đời. Như Hoài Thanh đã từng nói là chưa một ai mà lại thể hiện được cái nguồn sống rào rạt chưa từng có như Xuân Diệu xuất hiện trong phong trào thơ mới này. Có thể nói, Vội Vàng cùng với rất nhiều bài thơ khác nữa, Xuân Diệu đã mang đến một sinh khí đặc biệt, mang đến một phong cách đặc biệt, và nhất là một quan niệm nhân sinh tiến bộ và tích cực. Để tìm hiểu và cảm nhận bài thơ, ngoài việc chúng ta
cần phải hiểu rõ bài thơ này. Thì trong khi trình bày, các em cố gắng so sánh với một số nhà thơ khác của phong trào thơ mới để thấy rất rõ cái đáng quý, cái đáng yêu trong một hồn thơ trẻ trung. Luôn luôn nhận thấy rằng cuộc sống này, cuộc đời này là hấp dẫn, là đáng yêu. Và vì vậy, không phải chỉ là tận hưởng mà còn là tận hiến. Nghĩa là không chỉ hưởng thụ những vẻ đẹp trong cuộc đời này, mà đương nhiên còn có nghĩa vụ để đóng góp cho cuộc đời này trở nên tươi đẹp hơn. Bài học của chúng ta hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin kính chào quý vị, các bạn và các em.